không muốn làm mà nó cứ năn nỉ. Nó thôi kệ nó. Nó quay đây không cô? Phát hôm nó cách đây một tháng rồi á. Thì nó quay thì kệ nó chứ mà mình đâu có xài sản phẩm của nó đâu. Tôi đang theo si này thì tôi tuyệt đối tôi không xài một cái thứ gì hết. Tức là chị xài si được một tháng mấy rồi. Xài bốn giờ lâu rồi với quê ở nhà. Hai tháng rưỡi. Nhưng mà cách đây tức là xài 24 tháng trước. 24 âm á, tháng trước là xong là tôi đi Đà Nẵng. Bữa đây là rồi người ta thôi, người ta vào người ta quay thì chuyện của người ta, thôi kệ đi. Đây nè, xong là cái ý là mình không xài mà ta cũng quay ha. Thằng Bình nó xuống nó quay vậy nha. Dạ. Là cái chỗ đây nè. Để tôi nói chu cho cái chỗ đây nó xì quá, nó kêu cho cô lấy ấy quét đi nè không. Lấy ấy là gì? Thấy thuốc bảo vệ thực vật của nó. À nhưng mình nói là mình cũng đi. Là tôi kiểm tra cái cây đây là tôi không có thấy nó xì như thế này chứ Tuấn. Ừ dạ. Nhưng mà sau đó là mình chế qua hai lần thuốc. Đổ hai lần xì. Là bây giờ đây nè. Đây nè. Dạ, nó lòi ra. Đây nè, nó lòi ra hết luôn. Tức là đổ lần đầu thì vẫn chưa thấy. Chưa thấy. Dạ. Đổ rồi là nó mới xuống nó quay chị Ngân. Đây là đổ hai. Là tôi chỉ rồi. Ok. Mà thường là những cái cây này tôi lại đổ nhiều. Đổ dạ nhiều. Mà đổ nhiều chừng nào đó thì xì nhanh chừng đó, tức là như thế này nha. Tuấn giải thích lại nha, tại vì đến hồi tối hôm qua vẫn có nông dân hỏi là anh Tuấn ơi, em đổ vô nó xì ra như thế này, tức là từ khi con bọ cánh cứng mà nó tấn công vào cái nó chích thuốc trên da đó chị, thì nếu đất nào mà hữu cơ nhiều đó thì 90 ngày sau là nó nhũn, mà đất hữu cơ ít là 75 ngày là nó nhũn. Mình đổ vô lần thứ hai mới xì chứng tỏ là cái cây của mình mới nhiễm được khoảng 40-50 ngày gì đó. Chứ nếu mà nhiễm mà từ 70-80 ngày là đổ vô 10 ngày sau là xì. Nhưng cái chỗ đang xì thì nó phải khô. Tức là do càng tăng amino vào trong xì nhiều chừng nào hữu cơ nhiều thì nó xì ra nhanh chừng đó. Tức là hệ miễn dịch tăng nhanh để đào thải mà trục nó ra. Thí dụ như hồi xưa mình bị mụn nhọt đó, mà mình dùng ambi đó chị, thì nó khô, cái mụn nhọt nó khô mà muốn rút ra rút vào người mình. Nhưng mình dùng đông y thì cái mụn nhọt nó phải bể miệng ra và nó xì thêm, thì cái gan mình nó mới giải quyết đúng. Đó nghĩa là bao nhiêu năm nay là mình xài hóa học mình quét nè, là bên ngoài nó khô nhưng bên trong nó vẫn ẩm ướt trong đó. Đến mùa mưa là chính xác. Nước mưa nó thấm vô là nó thấm mỹ trong đó. Nó thối giờ mình đổ xì cái nó xì chính xác, nó trào ra luôn. Nó giống như bình cùi mà đi giai đoạn. Dạ, nó trục ra là phải mừng nha, mà nông dân cứ lại lo. Mà mấy anh đại lý hồi tối cùng anh đại lý ở Bình Phước lại gọi điện tới nó chết rồi. Em mà kiến thức mà em không vững như vậy thì nông dân lại càng lo. Chị biết không? Mà chú Tuấn biết sao không? Hôm mà bắt đầu đổ xi ngang là ông chồng nó chết rồi, cái ngọn này. Cái cây đây là cái ngọn nó sẽ ra đi rồi á. Nhưng mà hôm nay là cái ngọn chú nhìn lên coi. Dạ. Màu xanh luôn. Màu xanh luôn. Dạ. Vậy là do nó thối thân á, bữa là bơm á. Nó không bơm kỹ được. Em cũng có nói kỹ. Nó sáng ha, nó sáng trưng ha. Nó không phục hồi được là nó tự đào thải luôn. Khi nó đã không phục hồi được là tự đào thải đâu. Chị biết không, hồi lợi đó là đầu tháng 11 âm lịch 2014 đó là em vào Lợi. Em vào cái vùng của Lợi. Lợi đây, đây em ở trong Airbnb là em ở nhà này. Sao thằng Phong là 30 tháng 4 2015 nó biết. Đó mình bây giờ cái vườn tiêu của thằng Lợi chứ còn á, chứ còn vườn tiêu của Lợi chứ còn á. Tôi kịp coi cái gì hết. Thôn 2 hả? Lợi mình là thôn 2 hả? Mình là Airbnb mình là gì nhỉ? Phùng 4 chứ. Phùng 4 Phú Mỹ đi. Anh chỉ nhớ là gần đồi Playme. Không mà tôi công nhận, tôi phải công nhận. Công nhận sao chị? Là bơm xong, đổ xong bơm. Bây giờ tôi nhìn cái thân nó tôi thấy rất là màu sáng. Dạ, cái thân nó thay da đổi thịt chị đây này chị. Nói chung là dì Hồng này coi nè. Như tưới nước á là tôi nhìn nghe, tôi cứ nhìn cái thân của nó. Chị để ý cái này nè, xong chị ý cái này cho mừng nè. Nó sẽ kéo lại. 4 tháng sau ha. Lâu nhất là 4 tháng sau nó sẽ mô phân sinh phát triển liền lại. Được chưa? Và năm nay nghe chịu khó nhiều đợt trái nha. Cành nào khỏe ra trái trước, cành nào cưa sẽ ra nhiều đợt trái, chấp nhận nha. Ra hết. Ra hết, ra để hết, để tự nhiên hết nha. Không lặt. Đúng rồi. Rồi, nha nông dân nha, đổ vô xì ra là mừng nha. Xấu trước đẹp sau nha. Nông dân đổ vô và mà thấy xì ra mà cười, cười te tét luôn, cười mừng á. Đúng rồi. Cười mừng là bình đã phát ra rồi. Dạ rồi, đúng rồi. Là mừng rồi đó. Là trị được bình cho nó rồi á. Đó, nhìn nè, thân là sáng nè. Dạ. Cũng gọi như là da nó hầu giờ là nó rám nắng, bây giờ là mình nói vô là nó tấm trắng lại, trắng hồng á. Tôi nhìn tôi thích ghê á, tôi nhìn tôi nói gì chứ.
Đó, cái cuốn nó phải dài nè. Ra vài cái bông thôi là mới đúng cái si, ra vài cái bông thôi. Nha, nó không có ra một nùi nha, đừng có kích nha. Đừng có kích nha. Đó, cái cuốn nó phải dài ha. À. Và nó sẽ xè ra vài cái bông thôi là đúng. Nhìn này, da là nhớm nhớm rồi nè. Đó, cái cuốn nó phải dài ra vậy nè. Hàng cả nhà nó phải dài ra và nó vài cái bông thôi. Đó mà nó ra trong đậu đó. A Kịp á trên Đắk Lắk nó nói anh Tuấn ơi, nó ra bông ít lắm anh Tuấn, mà nó ra đâu là đậu đó. Rồi anh quay rồi, anh quay rồi, anh quay rồi, anh quay rồi. Từ lúc mà béo là hơi đớt chó, bây giờ đang nó liền giờ nó kéo thân lại đây. Đang liền đang kéo không? Trẻ hóa lại. Nó sáng. Cái coi mà còn hai ngón tay giỏ dưới kia đây sao rồi chị? Em lại em chỉ cho coi nè chị, đây nè. À, cái coi có hai ngón tay nè. Đang ở đâu, ở đâu? Ở tờ dưới cái nè. À, vậy hả? Kéo còn hai ngón tay á. Nó nứt ra bây giờ kéo da liền lại hết luôn nè. Liền lại da lại luôn. Đó, liền lại. Chị Tuấn biết sao không? Dạ. Nhiều lúc nó ở cái mặt trên ngang, dạ. Mặt ở dưới thấp á thì mình có thể nhìn thấy được. Ừ. Nó ở trên cao mình đâu có nhìn thấy được cái mặt bình của nó nha. Đúng rồi chị. Cái này xong bắt đầu nó ăn liễm. Dạ. Nó ăn liễm. Dạ. Ăn liễm vô đó. Làm sao phải cho nó bung đọt nữa nha, là mới là thành công nha. Bây giờ làm sao? Để tự động, trong lúc này nó ra bông á, nó khó lắm. Nó khó mà để nó em sẽ làm cho nó le ngọn một xíu thôi. Chứ không phải là ra ngọn nha. Nó chỉ là le ngọn, tức là le khoảng 4-5cm rồi lá nó già luôn. Còn nếu mà mình đổ trên cây không đeo trái thì nó lại là ra ngọn. Đúng rồi, nó ra dài mấy tấc luôn. Nhưng mà cây đeo trái ra bông thì nó chỉ là le ngọn thôi. Ây da, nhưng mà cứ mỗi lần le ngọn là mỗi lần nghe điện thoại. Đó chị, người ta cứ hãm đọt, mình là người ta nghịch thiên 70 năm nay, mình thuận thiên ta gọi điện hoài. Để coi cái cây lớn này nè, để coi cái cây lớn. Trời ơi. Cái núi hả? Cắt cành. Cây vườn này nặng hết, vườn này không làm. Không mà hàng lại bỏ rồi, chỉ trồng được tí. Trời ơi, cái này làm giống hả? Ừ. Có cơi non kìa. Thôi được rồi. Cái này uống để. Ra làm phân được không ta? Cái này nhìn cái cây đi xấu.